đưa vào sử dụng đoàn tàu thế hệ mới nhằm tăng trải nghiệm của du khách. Thiết kế sản phẩm du lịch độc đáo với việc liên kết 4 điểm du lịch miền Trung, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Đồng Hới. Tất cả những điều này được kỳ vọng là sẽ thu hút nhiều du khách hơn, dù trước đó từng có sự hợp tác với các công ty du lịch và hiệp hội du lịch. Thì cái sự khác biệt đó là trước đây thì đi đến điểm đầu, điểm cuối và đi bằng những phương tiện khác, hoặc là chỉ sử dụng đường sắt một lần thôi. Thì tour này đã sử dụng được tới 4 lần đi di chuyển bằng đường sắt đến 4 cái địa điểm khác nhau như vậy. Trước đây, ngành du lịch từng bắt tay với đường sắt để tổ chức tour, tuy nhiên lượng khách vẫn chưa được như kỳ vọng. Rào cản là bởi dịch vụ đường sắt còn chưa phát triển. Nên với sản phẩm du lịch mới, những trải nghiệm như bữa ăn trên tàu hay sự thoải mái đều được cải tiến. Thì cũng ra rất là đúng lúc là đường sắt đang trên kế hoạch là cải tạo lại và nâng cấp dịch vụ. Tôi nghĩ rằng là cái kế hoạch mà đoàn tàu thế hệ 3 đã đưa vào sử dụng ấy, thì có thể đảm bảo được cái chất lượng. Và sắp tới thì tôi cũng biết là các anh ấy sẽ có những cái kế hoạch để là đóng những cái đoàn toa tàu riêng dành cho phục vụ du lịch. Đèn đọc sách hay là cổng sạc USB đều là những chi tiết được đưa vào đoàn tàu thế hệ thứ 3 để giúp khách du lịch có thêm trải nghiệm. Năm ngoái, Tổng cục Du lịch thống kê cả nước đón gần 13 triệu lượt du khách quốc tế. Tuy nhiên, khoảng 80% trong số này du lịch bằng đường hàng không. Số người chọn đường sắt vẫn khá khiêm tốn. Ngoài việc cải thiện chất lượng dịch vụ và hạ tầng, để sản phẩm du lịch đường sắt hiệu quả, còn cần thêm sự phối hợp giữa ngành đường sắt và du lịch như văn phòng cung cấp thông tin về chương trình du lịch tại các nhà ga. Ngược lại, các công ty du lịch cung cấp thông tin và kế hoạch bán vé tàu cho du khách.